Thưa quý vị, sáng nay, ngày 26 tháng 8, tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội khóa 15 đã khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ 8 để xem xét quy định về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Tham dự phiên khai mạc có Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cùng dự còn có các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Phó Chủ tịch Quốc hội cùng các đại diện bộ ban ngành và đại biểu Quốc hội khóa 15. Để tỏ lòng tiếc thương, ghi nhận đóng góp to lớn của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trước khi khai mạc kỳ họp, các vị đại biểu Quốc hội đã dành một phút tưởng niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, một tấm gương sáng ngời về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, người đảng viên Cộng sản kiên trung, có uy tín lớn của Đảng, người đại biểu Quốc hội cống hiến trọn đời cho Tổ quốc, cho nhân dân. Khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ 8, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, trong một ngày làm việc, Quốc hội sẽ tiến hành thảo luận cho ý kiến công tác nhân sự theo thẩm quyền. Cụ thể, Quốc hội cho ý kiến về miễn nhiệm Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, miễn nhiệm Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao để nhận nhiệm vụ công tác khác, phê chuẩn miễn nhiệm một Phó Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tư pháp để nhận nhiệm vụ công tác khác, phê chuẩn miễn nhiệm một Phó Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nghỉ công tác, bãi nhiệm một đại biểu Quốc hội khóa 15. Quốc hội thảo luận cho ý kiến về việc bổ sung một Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15, phê chuẩn bổ nhiệm 3 Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, bầu Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các vị đại biểu Quốc hội phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, xem xét, thảo luận kỹ lưỡng để việc quyết định công tác nhân sự bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, đạt sự đồng thuận, thống nhất cao. Thưa quý vị, chào mừng kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và 79 năm ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Báo Nhân dân, đồng tổ chức chương trình nghệ thuật chính luận Sao Độc Lập năm 2024 với chủ đề Lời Bác, Lời của Non Sông. Tham dự chương trình có Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương và địa phương. Với thời lượng 80 phút, chương trình nghệ thuật chính luận Lời Bác, Lời của Non Sông gồm 3 phần, nội dung gợi lại những ký ức hào hùng của dân tộc, những trang sử vẻ vang được viết nên bằng xương máu, bằng sự hy sinh của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, mà tiêu biểu là những tấm gương sáng ngời của các chiến sĩ cách mạng tiền bối, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trên các mặt trận. Điểm nhấn trong chương trình là màn thể hiện về những bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên tạp chí Cộng sản hòa cùng đại cảnh dáng hình đất nước. Chương trình đã đem đến cho khán giả những giây phút hào hùng và cũng đầy lắng đọng với niềm tự hào, lòng biết ơn bằng cả niềm tin và khát vọng vươn lên, chung tay xây dựng đất nước. Khát vọng ấy đã và đang tiếp thêm ngọn lửa truyền thống để các thế hệ hôm nay tiếp tục vượt qua khó khăn, thách thức, đoàn kết một lòng, xây dựng và bảo vệ đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Thưa quý vị, tại tỉnh Hà Giang, tình hình mưa lũ vẫn tiếp tục bất lợi khi có thêm một người tử vong, hai người khác bị thương. Nhiều ngôi nhà và các tuyến đường bị ảnh hưởng do sạt lở, ước tính thiệt hại vào khoảng 1,5 tỷ đồng. Lũ đã cuốn trôi một người và hai người khác bị thương do sạt lở ở huyện Bắc Quang. Mưa lớn trong nhiều giờ cũng đã khiến 19 ngôi nhà bị hư hỏng do đất đá sạt lở vào nhà. Nhiều diện tích lúa, ngô, hoa màu, cây ăn quả bị thiệt hại. Tuyến quốc lộ 2 đã bị sạt lở ta luy dương. Nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã cũng bị sạt lở, gây ách tắc giao thông. Chính quyền địa phương đã xuống thăm hỏi, động viên các gia đình bị nạn, đồng thời chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai, giúp người dân ổn định cuộc sống. Theo Ủy ban Nhân dân xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, trong thời gian qua do ảnh hưởng của thi công dự án đường cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đã có 24 trường hợp người dân bị thiệt hại nhưng chưa được chủ đầu tư và các đơn vị thi công bồi thường và giải quyết.
Đây là vườn mít hơn 3 năm tuổi của ông Nguyễn Văn Phước, tọa lạc tại ấp Long Lợi A, xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, là một trong 24 hộ bị ảnh hưởng toàn bộ diện tích cây trồng. Theo ghi nhận thực tế, cây đã chết khô, nhiều cỏ dại, dây leo và ong đã làm tổ trên thân cây. Thì do nó đường cao tốc, không có đường nước là vô ga được. Mưa nhiều nữa, với mùa nước lũ thì không có thoát được. Bây giờ cây chết hết, thiệt hại 100% đó. Bây giờ đường cao tốc mút bí ngang đến chân rồi. Không còn gì hết trơn, ai cũng vậy luôn, mười mấy hộ luôn chứ không phải mình anh em. Nó hồi đó là mít của em bán một năm còn được 300-400 triệu, hồi lúc mít ba năm mấy 60 ngàn ký nha, còn mít rẻ thì bán cũng trăm ngoài 200, mà hai năm mấy này làm không thu nhập được đồng nào luôn đó. Thì yêu cầu là nhà công trình, phía công trình là bồi thường trong nút giao, với cái số cây trong nút giao thôi, còn cái phần đất còn lại thì nhà nước có thu hồi thì thu, không thu hồi để cho dân người ta canh tác ta sống. Theo ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại nút giao IC3, ấp Long Lợi A và ấp Phước Hòa A, nhiều người dân kiến nghị cơ quan chức năng sớm làm việc, yêu cầu đơn vị thi công khẩn trương thẩm định có bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại về cây trồng với tổng diện tích gần 56.000 m², có trên 10.300 cây mít đang phát triển từ 3 đến 4 năm tuổi và một số cây trồng khác đã bị chết khô. Chết cây tại cái vị trí nút giao IC3, thì này qua tổng hợp của chúng tôi thì có 24 hộ. Thì trong đó thì tại nút giao IC3 này 23 hộ, ngoài IC3 thì 1 hộ. Thì đến nay thì cái phần nút giao này thì thuộc về cái công ty VNCN thi công. Tuy nhiên thì qua lập biên bản, qua xã đã kịp thời báo cáo về huyện, huyện đã tổng hợp báo cáo về tỉnh. Tuy nhiên thì đến nay thì cũng đơn vị thi công cũng chưa có khắc phục thiệt hại, chưa có bồi thường hỗ trợ được cho người dân. Hiện tại địa phương đã kiến nghị các ngành chức năng của tỉnh sớm làm việc, yêu cầu ban quản lý dự án Mỹ Thuận, đơn vị thi công khẩn trương thẩm định có bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại về cây trồng, cũng như có giải pháp lâu dài ổn định đời sống người dân bị thiệt hại trong thời gian tới. Thưa quý vị, lợi nhuận cao từ việc sang chiết ga khiến cho nhiều người bất chấp rủi ro nguy hiểm để kiếm lời. Đây không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn những nguy cơ lớn về cháy nổ. Công nhân tại kho xưởng này đang san chiết ga trái phép thông qua 3 chiếc máy bơm khí ga từ bồn vào bình thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang. Vì là san chiết trái phép nên cơ sở này hoạt động theo tiêu chí 30, không giấy phép đăng ký, không có thiết bị bảo hộ cho công dân và cũng không bảo đảm điều kiện về an toàn về phòng chống cháy nổ. Hàng ngày thì bên mình là tập kết xe với các vỏ về đấy thì là để tập kết thôi, rửa thôi, thì còn hôm đấy thì mới là làm, còn các ngày khác thì không làm. Theo tài liệu của cơ quan công an, cơ sở này đã hoạt động sang chiết khí ga trái phép từ nhiều tuần nay. Mỗi ngày cung ứng ra thị trường khoảng 100 bình ga các loại thuộc nhiều thương hiệu khác nhau. Chọn những cái đường mà đò có độc địa, đấy, chỉ có một đường đưa duy nhất đi vào, còn bao quanh là cánh đồng hoặc là ao, và sẽ quây toàn bộ các cái tôn ạ, quây kín luôn. Đấy, quây kín tôn và để cho ở bên ngoài cũng sẽ không nhìn thấy cái gì. Cho nên là cái việc tiếp cận như thế là chúng tôi cũng khá là khó khăn. Để hoạt động trong lĩnh vực chiết nạp ga, các trạm chiết nạp phải tuân thủ rất nhiều về điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Hoạt động chiết nạp ga được thực hiện chủ yếu tại các tổng kho của doanh nghiệp theo quy trình giám sát chặt chẽ. Về các cái trang thiết bị của các đối tượng, nó đều là những cái trang thiết bị tự chế. Cái thứ hai đó là những đối với các cái đối tượng là họ thuê những người là công nhân là không có hiểu biết về các cái san chiết ga. Cho nên là đối với khi mà làm sẽ không có bảo hộ an toàn, không có kiến thức về hoạt động san chiết. Tuy nhiên hành vi san chiết ga trái phép dù nguy hiểm như vậy, theo lực lượng chức năng, việc xử lý mới dừng lại ở mức xử phạt vi phạm hành chính. Do đó các đối tượng vi phạm vẫn bất chấp vì lợi nhuận. Thưa quý vị, thế giới đang chứng kiến những tiến bộ quan trọng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tạo sinh với các hệ thống như là ChatGPT và Bard AI. Nước ta hiện cũng đang dần bắt kịp những xu hướng phát triển. Tuy nhiên thì vẫn cần nhiều giải pháp hơn nữa nhằm phát triển và ứng dụng công nghệ AI tạo sinh, tạo đòn bẩy cho chuyển đổi số quốc gia. Là sinh viên năm cuối của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nên Hồng Ngọc đang phải chuẩn bị hoàn thiện luận văn tốt nghiệp. Tuy nhiên do gặp một số khó khăn trong việc tìm kiếm, thu thập và tổng hợp thông tin, do lĩnh vực thực hiện khá rộng, nên bạn đã tìm hiểu thêm về công nghệ trợ lý ảo Aiva để hỗ trợ công việc này.
trợ lý ảo nó giúp cho mình tìm thông tin rất là nhanh. Khi mà mình bình thường thì mình sẽ mất khoảng một ngày hoặc là thậm chí là dài hơn là một tuần để mình tìm kiếm những cái nội dung, các cái thông tin, thì bây giờ mình chỉ có thể mất khoảng 5 đến 10 phút hoặc là 20 phút tùy cái nội dung mà mình tìm kiếm, thì mình có thể cho ra được cái kết quả gọi là gần chính xác nhất. Đây chỉ là một trong vô vàn các ứng dụng của AI tạo sinh đã được các tác giả Việt Nam nghiên cứu và ứng dụng trong thực tiễn. Nhiều chuyên gia nhận định AI tạo sinh sẽ được phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam, bởi trong những năm qua, vấn đề đổi mới công nghệ và ưu việt năng suất là hai yếu tố thể hiện sự tiến bộ của nền kinh tế Việt Nam. Đây là nơi mà các công nghệ tiên tiến như AI tạo sinh đóng một vai trò quan trọng. Đối với các doanh nghiệp, AI tạo sinh nó có cái thuận lợi là cái AI ban đầu thì có thể các doanh nghiệp không tự mình làm được. Nhưng khi đã sử dụng cái trí tuệ nhân tạo rồi thì AI tạo sinh nó hỗ trợ cho doanh nghiệp, bởi vì lúc ấy doanh nghiệp gần như không cần đầu tư quá nhiều vào việc là tạo ra AI nữa, mà các cái AI tạo sinh nó sẽ giúp cho các doanh nghiệp có thể giải quyết được những vấn đề. Tuy nhiên là tôi vẫn phải lưu ý là AI tạo sinh thì chúng ta rất khó kiểm soát, và vì vậy mà chúng ta phải hết sức thận trọng trong quá trình sử dụng AI. Xu thế phát triển của AI phụ thuộc vào sự tin tưởng của người dùng, bởi liên quan đến bảo mật, bảo vệ dữ liệu, và chỉ khi giải quyết được những tồn tại này, AI mới được chấp nhận nhiều hơn. Trên thực tế, để giải quyết vấn đề đó, không ít doanh nghiệp đã tự phát triển AI để đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó, người dùng cũng cần tạo văn hóa về dữ liệu, coi trọng dữ liệu và có cách xếp lớp dữ liệu để các công cụ AI tạo sinh có thể khai thác một cách hiệu quả hơn. Thưa quý vị, theo Cục Quản lý Dược Bộ Y tế, ở đợt gia hạn giấy đăng ký lưu hành mới nhất này có gần 800 sản phẩm thuốc, bao gồm cả thuốc điều trị thông thường, thuốc phục vụ phòng chống dịch và thuốc có chứng minh tương đương sinh học. Có 730 thuốc được gia hạn theo quy định của luật dược năm 2016 và 35 thuốc có chứng minh tương đương sinh học được công bố. Đối với 730 thuốc được gia hạn đợt 208 này, có 453 thuốc được gia hạn trong 5 năm, 219 thuốc được gia hạn trong 3 năm và 58 thuốc được gia hạn đến ngày 31 tháng 12 năm 2025. Các sản phẩm thuốc được gia hạn giấy đăng ký lưu hành lần này đều là thuốc sản xuất trong nước, khá đa dạng về nhóm tác dụng dược lý, gồm thuốc điều trị tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, điều trị ung thư, thuốc kháng virus, thuốc điều trị bệnh lý đường hô hấp, thuốc kháng sinh, hạ sốt, giảm đau, kháng viêm thông thường khác. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa yêu cầu các trường đại học, cao đẳng sư phạm hoàn thiện và công bố kịp thời các phương thức tuyển sinh từ năm 2025 trở đi, khắc phục triệt để vấn đề thiếu công bằng, tin cậy trong các phương thức tiêu chí xét tuyển. Bộ cũng yêu cầu các cơ sở đào tạo cần hoàn thành công tác tuyển sinh năm 2024 theo đúng quy định, hoàn thiện các phương thức tuyển sinh từ năm 2025, bảo đảm phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, đồng thời có tác động tích cực tới hoạt động dạy và học. Bên cạnh đó, Bộ cũng yêu cầu tăng cường đào tạo, thu hút và phát triển đội ngũ giảng viên, tăng cường kiểm soát liêm chính khoa học, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, hợp tác doanh nghiệp. Bên cạnh đó, thì Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội cũng vừa ban hành thông báo về việc giải quyết nguyện vọng của 523 cha mẹ học sinh muốn chuyển trường cho con và học tại trường tiểu học Tây Mỗ Bà. Nhóm 230 học sinh đang học tại trường tiểu học Lý Nam Đế, nếu có nguyện vọng tiếp tục học tại trường tiểu học Lý Nam Đế, hoặc xin chuyển về trường tiểu học Tây Mỗ, hoặc xin chuyển về trường tiểu học Đại Mỗ 3, phường Đại Mỗ, nộp đơn đề xuất nguyện vọng mới tại trường, tương ứng thời gian từ 14 giờ ngày 25 tháng 8 đến 12 giờ ngày 26 tháng 8. Với nhóm 293 học sinh còn lại, nếu có nguyện vọng vào các trường tiểu học Lý Nam Đế, trường tiểu học Tây Mỗ, trường tiểu học Đại Mỗ 3, thì nộp đơn đề xuất nguyện vọng mới tại trường tương ứng, thời gian từ 14 giờ ngày 25 tháng 8 đến 12 giờ ngày 26 tháng 8. Lưu ý cha mẹ học sinh khi đến nộp đơn đề xuất nguyện vọng mới có mẫu tại trường, thì nộp bản gốc đơn đề nghị có xác nhận của nhà trường mà cha mẹ học sinh đang giữ. Sau 12 giờ ngày hôm nay, ngày 26 tháng 8, các trường tại quận Nam Từ Liêm sẽ tổng hợp đơn gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Nam Từ Liêm để xem xét giải quyết theo quy định và thông báo kết quả trước 14 giờ ngày mai, ngày 27 tháng 8, nhằm kịp thời chuẩn bị cho năm học mới. Và cùng với việc chuẩn bị cho một năm học mới sắp bắt đầu, các thầy cô giáo ở nhiều địa bàn vùng cao của tỉnh Lào Cai cũng thường xuyên vận động, ngăn ngừa tình trạng học sinh tảo hôn trong dịp hè, bảo đảm sĩ số trong năm học mới. Qua thăm nắm
tình hình thì em cũng nắm bắt được là thường xuyên liên lạc với cán bộ từng địa phương để nắm bắt tình hình của học sinh trong dịp nghỉ hè. Trên trang thông tin của nhà trường, việc tuyên truyền về tác hại của tảo hôn cũng được đăng tải nhiều hơn. Nhờ cách làm này mà các thầy cô của trường Trung học phổ thông huyện Simacai đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn tình trạng tảo hôn của học sinh. Tình hình của các em học sinh ở trong hè, trong đó thì có cả cái thực trạng về tảo hôn ấy, thì đều được thăm nắm qua hệ thống Zalo của các nhóm lớp. Thì bây giờ em đang vừa có bạn gái xong, giờ hai bên gia đình cũng cho qua lại rồi. Em thì bây giờ em đi học xong rồi hai bên gia đình mới tổ chức. Học để cho nó có một cái bằng, dù là sau này đi đâu nó dễ, rồi là đi làm cái gì nó cũng dễ. Tảo hôn thường diễn ra nhiều hơn trong dịp nghỉ hè, vì đây là thời điểm các em học sinh ở nhà có nhiều thời gian để tìm hiểu gặp gỡ bạn khác giới. Trong 7 tháng đầu năm 2024, huyện Simacai đã kịp thời ngăn chặn 15 trường hợp có ý định tảo hôn. Thì chúng tôi cũng sẽ tập trung vào tuyên truyền vận động và có bằng cách trực quan cụ thể cho các cái em hiểu biết về, hiểu rõ về cái tác hại của cái việc tảo hôn và hôn nhân trong mỗi gia đình, trong mỗi thôn, trong mỗi xã và trong mỗi toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện nắm được cái việc này. Nâng cao nhận thức, kịp thời phát hiện, đẩy lùi tình trạng tảo hôn sẽ giúp con đường đến trường của các em không bị gián đoạn. Đó cũng là cơ hội mở ra một cuộc sống mới tốt đẹp hơn cho học sinh nghèo ở vùng cao. Tại tỉnh Hậu Giang, giá trái dứa thu mua tại vườn đang tăng cao. Tuy nhiên, nghịch lý được giá mất mùa thì vẫn đang là câu chuyện được nói đến, bởi giá cao, thậm chí lập đỉnh và giá tăng từ 4.000 đến 5.000 đồng một trái so với năm trước. Thế nhưng nông dân trồng dứa lại không có dứa để bán. Theo người dân tại xã Quả Tiến, thành phố Vị Thanh, khóm loại 1 trọng lượng từ 1 kg trở lên được thương lái thu mua với giá 15.000 đồng một trái. Khóm loại 2 có trọng lượng dưới 1 kg có giá từ 12 đến 13.000 đồng một trái. Với giá bán này, nông dân thu lợi nhuận trên 50 triệu đồng trên hecta. Ủy ban Nhân dân thành phố Vị Thanh cho biết, trong 3 năm trở lại đây, giá khóm tại tỉnh Hậu Giang liên tục tăng cao, riêng năm 2024 đang có mức giá cao nhất. Giá tăng là do hiện nay địa phương đã có công ty thu mua khóm để chế biến xuất khẩu. Ngoài ra, thương hiệu khóm cũng phát triển, nên thị trường nội địa tiêu thụ cũng rất mạnh. Hiện nay, toàn thành phố có 2.479 hecta khóm, năng suất bình quân đạt khoảng 16 triệu tấn trên hecta trên năm. Bà con nông dân hiện đang đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, nhân rộng diện tích canh tác khóm theo hướng hữu cơ, theo tiêu chuẩn Việt Gáp, Global Gáp, gắn với liên kết chuỗi nâng cao giá trị sản phẩm. Trong nhiều thập kỷ qua, việc áp dụng công nghệ chiếu xạ thực phẩm được sử dụng để kiểm dịch thực vật và kéo dài thời hạn sử dụng của các sản phẩm nông nghiệp đã giúp cho các doanh nghiệp kiểm soát tốt các sản phẩm này, bảo đảm chất lượng theo yêu cầu của các đối tác. Nói một cách ví von thì công nghệ chiếu xạ chính là bảo bối giúp trái cây Việt bảo đảm chất lượng, thuận lợi thông quan. Chiếu xạ là một trong các biện pháp kiểm dịch thực vật được chấp nhận theo tiêu chuẩn quốc tế bởi giúp kéo dài thời gian bảo quản thực phẩm. Sau khi chiếu xạ, các vi sinh vật gây bệnh cho người và các vi sinh vật gây hại cho thực phẩm bị bất hoạt. Vì vậy, thực phẩm trở nên vệ sinh và an toàn hơn, chất lượng dinh dưỡng được ổn định, thời gian sử dụng được kéo dài, tạo thuận lợi cho khâu lưu trữ và phân phối thực phẩm tới các thị trường xa, trái thời vụ. Vì người ta có thể có nhiều phương pháp như xử lý hóa chất hoặc là các cái xử lý khác thì nó cũng có cái ảnh hưởng đến hàng hóa. Chứ đối với phương pháp chiếu xạ kiểm dịch hoa quả ấy, thì là nó có cái ưu điểm là hàng hóa chiếu xạ đấy thì nó chiếu liều nhỏ, không ảnh hưởng đến chất lượng hoa quả và nó không gây tổn hại gì dư lượng gì ở trong cái hoa quả đấy cả. Trái cây Việt Nam đã có mặt tại 60 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới và được người tiêu dùng các nước đón nhận, trong đó nhiều loại được ưa chuộng như thanh long, xoài, chôm chôm, nhãn, vải. Đáp ứng yêu cầu này, mạng lưới và năng lực chiếu xạ của Việt Nam cũng được mở rộng và tăng cường. Cho đến hiện nay thì chúng tôi có thể xử lý khoảng 50 khối một ngày đối với hàng Đông Nam Dược, tức là chiếu ở cái liều thanh trùng. Đối với chiếu xạ xử lý kiểm dịch ấy, xử lý kiểm dịch trái cây xuất khẩu thì chúng tôi có thể xử lý khoảng trên 30 tấn một ngày. Biện pháp xử lý chiếu xạ cho nông sản và trái cây tươi xuất khẩu của Việt Nam đã được các nước tiên tiến trên thế giới như Mỹ, Úc công nhận đủ tiêu chuẩn và năng lực phục vụ xuất khẩu. Trong bối cảnh trái cây ngày càng có nhiều cơ hội xuất khẩu,
nước ta đã đẩy mạnh xây dựng cũng như đưa vào hoạt động một số cơ sở chiếu xạ quả tươi xuất khẩu, nâng tổng công suất chiếu xạ trái cây tươi của Việt Nam lên 30.000 tấn một năm. Tối qua ngày 25 tháng 8, Festival 100 năm Dừa Sáp Trà Vinh đã chính thức được khai mạc tại huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh với sự tham gia của hàng nghìn du khách và người dân địa phương. Lễ khai mạc Festival 100 năm Dừa Sáp Trà Vinh với chủ đề Hương vị miền đất Phước đã tái hiện một câu chuyện văn hóa sâu sắc thông qua các màn trình diễn nghệ thuật sân khấu và âm nhạc đặc sắc tôn vinh dừa sáp, loại trái cây biểu tượng cho sự phát triển bền vững của Trà Vinh. Đặc biệt, sự kiện còn công bố chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm dừa sáp Trà Vinh, khẳng định vị thế của đặc sản này trên bản đồ nông nghiệp Việt Nam. Festival 100 năm Dừa Sáp Trà Vinh diễn ra từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 8 năm 2024 với 12 hoạt động chính, bao gồm hội thảo, hội chợ thương mại với 200 gian hàng, thì chế biến 100 món ăn từ dừa sáp và nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc. Sự kiện này được kỳ vọng sẽ góp phần quảng bá thương hiệu dừa sáp, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, mở ra nhiều cơ hội hợp tác và đầu tư cho dừa sáp trong tương lai. Sau 3 ngày, từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 8, lễ hội quà tặng du lịch thủ đô Hà Nội diễn ra với chủ đề Hà Nội đến để yêu, thức quà Hà Nội đã thu hút hơn 2 vạn lượt du khách tham quan là người dân thủ đô, nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế. Lễ hội lần này đã góp phần tăng cường sự kết nối du lịch, kết nối văn hóa, bảo tồn, tôn vinh và phát huy những giá trị độc đáo của các di sản văn hóa, của nghề thủ công truyền thống, của tinh hoa ẩm thực, gói và các thức quà để gắn với phát triển du lịch. Lãnh đạo Sở Du lịch thành phố Hà Nội cũng đã nêu rõ, trong thời gian tới sẽ có nhiều hoạt động xúc tiến lớn, gia tăng quy mô, đổi mới nội dung nhằm khai thác tốt khách du lịch trong nước và quốc tế đến với thủ đô mọi mùa trong năm.